Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 10 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, Remix là chiếc máy ấn tượng khi kết hợp với siêu anh hùng Spider-Man hiện đang rất được yêu thích, tạo nên một cặp đôi vô cùng hoàn hảo. Spider-Man siêu anh hùng đang có phim riêng công chiếu tại rạp vừa được đưa hình ảnh lên chiếc Remix và phải công nhận là bộ đôi này đã có màn kết hợp vô cùng ấn tượng. Về bản thân chiếc máy thì Remix Spider-Man Edition không có bất kỳ thay đổi nào về thiết kế so với bản Remix tiêu chuẩn, thế nhưng hộp đựng lại rất nổi bật với màu đỏ rực kết hợp với logo của Spider-Man nằm ngay chính giữa. Giống như các phiên bản kết hợp khác thì máy sẽ có một giao diện người dùng được tùy biến theo phong cách của người nhện cực kỳ ấn tượng. Một vài tính năng tùy chỉnh, Remix Spider-Man Edition vẫn có cấu hình tương tự bản tiêu chuẩn, bao gồm màn hình Full HD cộng AMOLED 6,53 inch với độ phân giải màn hình là 2340x1080px và được phủ kính cường lực Corning Glass thế hệ thứ 5. Và máy dung con chip Snapdragon 710, dung lượng RAM và ROM lần lượt là 8 và 128GB, camera selfie pop-up 16MP, camera scape sau là 48 và 5MP, cùng với viên pin dung lượng là 3765mAh. Và giá bán của máy đã được đề nghị là... Và giá bán của máy sẽ là 260 đô, tức là khoảng 6 triệu Việt Nam đồng. Các bạn mến, Qualcomm mới đây đã công bố giải pháp mới nhất trong nhóm nền tảng 2 Series của mình, nền tảng di động Qualcomm 215. Và nền tảng di động này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Vingroup. Và bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup cho biết, các công nghệ hàng đầu tích hợp trong nền tảng di động Qualcomm 215 của Qualcomm Technology sẽ giúp chúng tôi phát triển và mở rộng danh mục sản phẩm điện thoại thông minh của mình, đồng thời nâng cao chất lượng cho các thiết bị thị trường đại chúng. Đây là bộ vi xử lý 64 bit đầu tiên trong Series 200 và được bổ sung nhiều tính năng tiên tiến so với thế hệ tiền nhiệm. Điểm nhấn trên Snapdragon 215 đó chính là nó có tới 4 lõi Cortex A53 chạy ở xung nhịp 1,3 GHz mà theo công bố của nhà sản xuất là sẽ nhanh hơn 50% so với 4 lõi A7 của Snapdragon 212 và được chế tạo theo quy trình 28 nm kết hợp với CPU là Hexagon DSP và Adreno 308 giúp nâng cao hiệu suất chơi game đến 28%. Tuy nhiên thì do Snapdragon 215 là vi xử lý 64-bit nên nó chỉ tương thích với các phiên bản Android mới. Chưa dừng lại tại đó thì Snapdragon 215 còn hỗ trợ camera kép. Vi xử lý này có thể hỗ trợ một camera 13MP hoặc hai camera có độ phân giải là 8MP với khả năng quay video 1080px. Và Snapdragon 215 hỗ trợ tỷ lệ khung hình 19,599 và có độ phân giải tối đa là 1560x720px. Và Qualcomm cho biết là chipset được thiết kế để mang lại video sắc nét hơn. Các bạn mến, MacBook 12 inch đã không được làm mới trong vòng 2 năm, nhưng nó vẫn mang đến một số điểm nổi bật so với hầu hết các mẫu khác. Mỏng hơn, nhẹ hơn, mặc dù sức mạnh xử lý thì kém hơn. Với giá là 1.299 đô thì giá của nó đối đầu trực tiếp với MacBook Pro giá rẻ nhất, vốn chỉ tăng một chút về trọng lượng và kích thước nhưng vượt trội hơn về sức mạnh. Apple dường như thấy rằng MacBook Air mới là sự thay thế cho MacBook. Air thì mỏng và nhẹ nhưng lại mạnh mẽ hơn. Quan trọng hơn là Apple đã giảm giá Air để có thể bán được với mức giá khởi điểm là 1.099 đô, trở thành tùy chọn giá rẻ nhất. Cùng với việc khai tử MacBook 12 inch thì Apple cũng làm mới MacBook Pro với việc trang bị Touch Bar cho tất cả các mô hình. Có nghĩa là dòng MacBook Pro giờ đây không còn Touch Bar nữa, khiến người dùng muốn sử dụng phím Escape xử lý chỉ có thể chọn MacBook Air. Sự biến mất của MacBook không phải là bất ngờ khi mà MacBook Air với Retina đã giúp cho Apple định hình lại thị trường máy tính sách tay trong bối cảnh khả năng thiết kế của công ty đã suy yếu khi mà các nhà sản xuất máy tính sách tay Windows chuyển sang màn hình độ phân giải cao hơn, màn hình cảm ứng và các yếu tố lai khác. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến thức nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!